Acura ILX Hybrid phiên bản 2015 là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Chiếc sedan hạng sang 5 chỗ này sở hữu thiết kế ngoại thất bắt mắt cùng không gian nội thất thoải mái và rộng rãi. Chiếc xe mang kích thước tổng thể dài 4.550mm, rộng 1.794mm, cao 1.412mm, chiều dài cơ sở 2.670mm. Trọng lượng xe không tải là 1.340kg. Về diện mạo bên ngoài, Acura ILX Hybrid 2015 được trang bị kính chỉnh điện, hệ thống sấy kính trước sau. Ngoài ra, chiếc sedan mang thương hiệu Acura này còn được tích hợp đèn sương mù, camera lùi có vạch khoảng cách và hai chế độ xem. Nội thất của chiếc xe có trang bị màn hình trung tâm hiển thị đa thông tin với núm xoay điều khiển, cửa sổ trời chỉnh điện tạo không gian rộng rãi và thoải mái cho hành khách. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển chức năng, toàn bộ ghế bọc da chỉnh điện. Hơn nữa, xe cũng được trang bị đèn nội thất trước sau. Một số tính năng an toàn hiện đại được tích hợp trên chiếc Acura ILX phiên bản Hybrid này bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, trợ lực phanh khẩn cấp EBA, khóa cửa điện điều khiển từ xa, khóa động cơ, khóa cửa tự động, hệ thống ga tự động Cruise Control, hệ thống chống trơn trượt, đèn cảnh báo thắt dây an toàn. Bên cạnh đó, xe còn trang bị 8 túi khí cho hành khách phía trước và phía sau, bảo vệ người dùng khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn. Acura 2015 được khởi động bằng nút bấm Start Stop, chìa khóa thông minh được tích hợp chức năng mở cốp điện, hệ thống định vị, dẫn đường Navigation, hệ thống điều hòa hai vùng trước sau riêng biệt, hệ thống loa hàng hiệu ELS, đầu đĩa CD, DVD audio, cổng kết nối AUX, USB, kết nối Bluetooth không dây với điện thoại. Sức mạnh của chiếc Acura ILX 2015 đến từ khối động cơ Hybrid, dung tích 1,5 lít, 4 xi lanh, sản sinh công suất tổng là 111 mã lực khi kết hợp với một motor điện. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước FWD. Hiện chiếc xe đang được bán tại Sơn Tùng Auto với mức giá 75.000 đô, tương đương 1 tỷ 630 triệu đồng.